X88 Nhà Đất Hải Phòng kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tại Tô Hiệu, Lê Chân, được giao bán với giá 3 tỷ. Diện tích căn nhà 42m², hướng nam với 3 tầng gồm phòng khách, phòng bếp, 4 ngủ, 2 vệ sinh, không gian thờ và sân phơi. Ngõ 3m cách Tô Hiệu 60m. Tiện ích đường Tô Hiệu chả thiếu gì. Tầng 1 được chia giai sử dụng làm phòng khách và phòng bếp và khu vực để xe. Với nền gạch vân sáng bóng, trần ốp gỗ cùng hệ thống đèn chùm giúp căn phòng đầy sự sang trọng và thanh lịch. Phòng bếp với hệ thống tủ kệ bắn tường khiến không gian trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn. Khu vực để xe hoàn toàn rộng rãi, thoải mái để xe. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Không gian tầng trên được chia ra làm các phòng ngủ, với phòng vệ sinh chung được đặt ở giữa. Nền nhà ốp gạch giả gỗ. Hệ thống cửa sổ rộng giúp các căn phòng hứng được nhiều nguồn ánh sáng và gió trời nhất. Phòng tắm với đầy đủ nội thất đáp ứng mọi tiện ích, bồn tắm đứng và nằm vô cùng sang chảnh. Với 3 tỷ là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 42m², hướng nam vô cùng tuyệt vời. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Xin chân thành cảm ơn.